Thách lọc tìm mừ mẫu nhà đẹp chuẩn be miền. Khó dữ vậy ta. Thách nhiều điều khó dữ gì các bạn. Cái đó là những người khác người ta sẽ trả lời các bạn là khó. Còn đối với lập 10 năm phụ hồ trong nghề, tìm mừ mẫu nhà đẹp thì nó rất là đơn giản luôn nha các bạn. Bây giờ các bạn hãy theo chân lập nha để tìm ra mừ mẫu nhà đẹp be miền nha. Xây nhà đẹp online.com. Đây. Bây giờ Lộc sẽ với mọi người sẽ tìm miền Bắc nha. Phòng ngủ 2, diện tích 96 m vuông. Là cái căn nhà này. Căn nhà bên chiếc xe hơi đây. Phòng ngủ B diện tích 160 m vuông là mình sẽ có một căn nhà một trệt một lầu quay chiếc xe hơi nha các bạn. Nhưng mà chiếc xe hơi mình phải bỏ tiền ra mình mua nha. Rồi đây căn nhà đây. Rồi xem thêm nữa nè. Thì có rất nhiều trang nha các bạn. Rồi bây giờ Lập sẽ tìm tới miền Trung nha. Phòng ngủ 2 diện tích 135 m vuông nè. Mình sẽ sở hữu căn nhà này. Lướt xuống nè, quế trời căn nhà đẹp nè. Có trang 2, rồi trang B, trang 4, đồ rất nhiều trang nè các bạn ơi. Rồi bây giờ Lộc sẽ bấm tới miền Nam nha. Phòng ngủ B diện tích 180 m vuông. Căn nhà này thì quá đẹp luôn các bạn. Phòng ngủ 5 diện tích 240 m vuông. Nói chung là ở miền nào cũng rất là nhiều căn nhà để mình lựa chọn hết các bạn à. Bây giờ Lộc sẽ bật mí cái lợi ích của cái trang web này nha các bạn. Đây các bạn có thể là bấm vô cái căn nhà này. Rồi các bạn là tùy biến vật liệu. Mái nhà mình không thích màu này thì mình có thể chuyển qua màu khác. Đây mình chuyển qua màu xanh này. Rồi ví dụ như là cái gạch nền này. Gạch nền đây nha các bạn. Mình không thích gạch nền này. Mình muốn thay đổi qua màu khác. Đó, mình chọn bấm vô. Mình có thể tự thiết kế luôn nha các bạn. Rồi sơn hoàn thiện nè. Bồn trang, ho trang trí nè. Sơn hoàn thiện mình sẽ chỉnh nè. Thì cái màu sơn mình có thể thay đổi được luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Rồi cái web này có thêm tính năng dự phòng kinh phí xây dựng cho người dùng nữa nha các bạn. Đó, còn cái này nữa nè. Mình có thể xây được căn nhà luôn. Mình nhìn được bốn hướng của căn nhà luôn nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Còn thêm một cái lợi ích của cái trang web này nữa. Bây giờ các bạn ví dụ như là muốn xây một căn nhà mà kiếm thầu thì khó. Thì trong cái trang web xây nhà đẹp online.com này thì mình có thể liên hệ các nhà thầu được luôn nè. Các nhà thầu nè. Ví dụ như mình bây giờ Lập đang ở miền Trung đúng không? Thì Lập sẽ bấm vô khu vực miền Trung. Thì mình nhìn được kinh nghiệm của các nhà thầu luôn. Số năm kinh nghiệm 35 năm nè. Để thi công 350 công trình nè. Đồn Như Định nè, ở Tuy Phước Bình Định nè. Quảng Ngãi nè, Tuy Phước nè, 15 năm rồi nè. Ông chú này 15 năm nè. Trần Hữu Thành 15 năm kinh nghiệm để xây 200 công trình nè. Thì có rất nhiều trang luôn các bạn ạ. Đó thì ví dụ như trước khi mà các bạn mà muốn các bạn lên trang web này, các bạn lựa chọn một căn nhà mình yêu thích, mình thay đổi thiết kế theo cái ý của mình, rồi mình bấm vô trong cái liên hệ các nhà thầu, rồi mình liên hệ cái ông thầu mà mình thích đó, rồi ông thầu đó sẽ tới tận nhà các bạn để trao đổi các bạn xây cái căn nhà đó bao nhiêu tiền.
diện tích như thế nào đó, thì cho các bạn gợi ý cho các bạn để các bạn làm. Thì cái trang web này thì nói chung là Lộc mới vừa biết đây thôi, nửa tháng đây thôi các bạn à, nó rất là uy tín nha các bạn đó. Thì bây giờ Lộc sẽ còn một cái này nữa, Lộc sẽ ấy cho mọi người xem. Bây giờ Lộc sẽ bấm vô cho mọi người xem nha. Mình có thể điều chỉnh kích thước của căn nhà luôn nha các bạn, theo cái ý của mình luôn. Đây, các bạn thấy không? Thì nói chung là Lộc tìm hiểu và biết được cái trang web này á, thì nói chung là Lộc rất là vui luôn mọi người. Thì khi nào mình xây nhà hay là làm gì đó thì mình không cần phải tìm thầu được, nó khó khăn. Còn gạch đá đồ vật liệu trên này thì có đầy đủ luôn các bạn. Rồi có thêm cái cẩm nang xây dựng nữa nè các bạn. Các bạn thấy không? Với những tiện ích trên, Lộc đảm bảo mọi người sẽ rất thích trang web này ngay từ lần đầu sử dụng nha các bạn. Và bạn nào muốn xây nhà đẹp, mơ ước phù hợp với phong thủy rồi diện tích đất á, thì cứ truy cập cái trang web xây nhà đẹp online.com. Thì cái trang web này thì Lộc rất là thích nha mọi người. Thì mọi người có xây nhà thì cứ liên hệ trang web này nha.